Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc được mang tên Sống Yêu Thương. Dạ, mời quý vị cùng nghe. Dạ. A Di Đà Phật. Thầy cùng lan tỏa yêu thương đến những nơi đang cần vượt qua khó khăn. Nụ cười vang khắp nơi nơi, chắp cánh bao ước mơ cho các em được đến trường, để tình người đẹp mãi trong ta. Xung quanh ta đang còn nhiều mảnh đời gian nan khốn khó, đêm ngủ có gió bên góc đường, cơm chẳng no lòng. Người già thiếu đôi lang thang trong đêm sương lạnh tràn lan manh áo. Bao em thơ vô tội chưa được đến trường, ngày ngày kiếm sống mưu sinh qua tạm cơm đói. Cuộc đời chẳng thấy tương lai trong lòng hoang mang. Thầy cũng đang có yêu thương đến những nơi đang cần vượt qua khó khăn. Nụ cười vang khắp nơi nơi, chắp cánh bao ước mơ cho các em được đến trường, để tìm người đẹp mãi trong ta. Đau ơi thương lấy bi cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một da. Ta cùng dòng máu da vàng, hãy cùng chia sẻ lời người quanh ta. Thương người như thế thương ta, tâm lòng nhân ái tình người bao la. Bao em thơ vô tội chưa được đến trường, ngày ngày kiếm sống mưu sinh qua tạm cơn đói. Cuộc đời chẳng thấy tương lai trong lòng hoang mang. Hãy cùng lan tỏa yêu thương đến những nơi đang cần vượt qua khó khăn. Nụ cười vang khắp nơi nơi, chắp cánh bao ước mơ cho các em được đến trường, để tìm người đẹp mãi trong ta. Bao ơi thương lấy bi cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một da. Ta cùng dòng máu da vàng, hãy cùng chia sẻ người người quanh ta. Thương người như thế thương ta, tâm lòng nhân ái tình người bao la. Thương người như thế thương ta, tâm lòng nhân ái tình người bao la. Anh Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, con xin cảm ơn quý mẹ, quý cha và thầy rất là nhiều. Và con xin phép nhường sân khấu lại cho tất cả các anh chị ca sĩ bên trong đang chờ để phục vụ cho tất cả quý mẹ, quý cha. Và một lần nữa con xin cảm ơn thầy và chúng ta cùng niệm Phật một tiếng để cho A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, chúng ta cho thêm tràng pháo tay thiệt lớn cho Trường Sơn với Kim Thư nha. Lần đầu đến hát đây là ấn tượng
đặc biệt đẹp nhất rồi đó quý vị ha. À, giọng hát của Trường Sơn hát cũng nhẹ nhàng ha, hay. Hình như Trường Sơn vừa ca sĩ mà cũng nhạc sĩ hay gì đó, cũng có những ghi những sáng tác những bài hát.